ra. Nên là ảnh nó luôn thuộc những cái thể loại phim không coi. Sang Hà Tĩnh khi nó tách tỉnh ra thì thằng Hà Tĩnh nó phát triển, chứ trước nó chỉ phát triển mỗi này. Sân bay Vinh Nam Cường ấy. Vinh có sân bay chưa? Chưa đi sân bay Vinh. Đang còn lốc em ạ, 5 km thì qua qua được nhà. Ngày còn chuyến, không ai không có khách. Sài Gòn thì bao nhiêu là đã Vinh. Thằng Vinh quay đi bảo là Hải Phòng hay cái gì cái gì. Đây là Mường Thanh. Cọ bây giờ cọ gì
cánh con chim, con gà, đúng lại là một cái cánh.